Xin chào các bạn nhé. Quay trở lại video ngày hôm nay về tiếp tục với những cái series về hướng dẫn ở trên Facebook, những cái thủ thuật mẹo hay ở trên Facebook. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách giúp các bạn đăng xuất cái Messenger ra khỏi điện thoại của bạn và những cái thiết bị khác. Rồi, nếu bạn nào mà chưa biết cách đăng xuất cái Messenger của bạn ở trên điện thoại hoặc những cái thiết bị khác mà các bạn không cần phải xóa cái app Messenger đi, thì các bạn hãy thực hiện cho mình các cái bước hướng dẫn sau đây nhé. Và đừng quên, nếu các bạn theo dõi video, các bạn thấy hay thì các bạn cho mình một nút like nhé. Rồi, bắt đầu video nhé. Và trong cái video này, mình sẽ hướng dẫn nhanh cho các bạn một số cái cách để các bạn có thể đăng xuất được cái ứng dụng Messenger ở trên cái điện thoại của các bạn. Nhiều bạn có thể lựa chọn cách các bạn xóa app là một trong số những cái cách mà mình chuẩn bị hướng dẫn. Nhiều bạn cũng có thể chọn cái phương pháp là các bạn không cần xóa app. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái cách đó. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách không cần phải xóa app đi. Các bạn vẫn có thể đăng xuất được cái ứng dụng Messenger nhé. Như các bạn đã biết thì cái ứng dụng Messenger của các bạn, ứng dụng Messenger của các bạn ở trên điện thoại, thì các bạn sẽ không đơn giản là các bạn có thể đăng xuất được giống như ở trên Facebook. Các bạn chọn vào phần tài khoản Messenger của bạn, sau đó thì các bạn chọn vào mục là cái biểu tượng là trang cá nhân này đó. Các bạn kéo xuống và các bạn không thể tìm thấy cái mục là đăng xuất tài khoản đâu cả. Đấy, các bạn nhìn này, chỉ có mục cài đặt tài khoản thôi và một số những cái cài đặt thông thường khác thôi. Đấy, thì các bạn không thể các bạn đăng xuất được bằng cách như ở trên Facebook. Các bạn vào nó sẽ có chữ đăng xuất nhé. Đấy, công việc đầu tiên các bạn vào cho mình mục cài đặt của máy này, cài đặt chung của máy nhé. Tùy theo cái dòng điện thoại thì có thể những cái mục cài đặt nó sẽ không giống như ở trên cái điện thoại này của mình. Các bạn có thể chọn và tìm đến cái mục ứng dụng nhé. Đấy, hay nói cách khác là cái mục là quản lý ứng dụng. Đến đây thì ở điện thoại của mình sẽ chọn phần ứng dụng này. Sau đó thì các bạn sẽ nhìn thấy cái mục là phần quản lý ứng dụng này. Đó, mục quản lý ứng dụng này ở trên máy của mình này. Các bạn sẽ chọn vào. Đó, trong cái mục quản lý ứng dụng. Thì bây giờ các bạn sẽ tìm đến cho mình cái mục ứng dụng Messenger nhé. Các bạn đợi nó load. Đây, các bạn sẽ tìm đến cho mình cái mục ứng dụng Messenger. Đấy. Các bạn tìm đến chữ M nhé. Đấy, chữ M để nó hiển thị chữ đầy Messenger của mình đây. Đây, các bạn nhìn đây, đây là ứng dụng Messenger của mình. Đó. Cái Messenger này thì mình đang sử dụng cái phiên bản cũ. Đấy, phiên bản cũ nên là có thể giao diện nó hơi khác một chút. Các bạn nhìn vào đây thì các bạn sẽ chọn cho mình cái mục lưu trữ này. Lưu trữ này. Ok. Sau đó thì nó sẽ xuất hiện cho các bạn cái phần giao diện là xóa dữ liệu hoặc xóa bộ nhớ đệm nhé. Nhưng mà máy của mình đây chỉ xuất hiện cái từ xóa dữ liệu, và sau khi các bạn chọn vào đây, mình sẽ chọn luôn xóa dữ liệu nhé. Nó sẽ yêu cầu các bạn là xóa, có cái hai mục là xóa tất cả dữ liệu và xóa bộ nhớ đệm. Thì để mà xóa tất cả cái dữ liệu ở trên cái mục Messenger này thì các bạn sẽ chọn cho mình tất cả dữ liệu nhé. Và sau khi các bạn xóa dữ liệu, tất cả dữ liệu xong ấy, thì nhiều bạn sợ rằng tất cả cái dữ liệu của Messenger của bạn bị mất đi đó. Nhưng mà các bạn yên tâm, sau khi các bạn xóa cái ứng dụng xóa cái tất cả cái dữ liệu trên Messenger này thì các bạn không bị mất cái ứng dụng Messenger đâu nhé. Không có mất tất cả những cái tin nhắn của người dùng, những cái bạn bè của bạn ở trên cái Messenger cũ đâu. Nó chỉ tạm thời xóa, nó đăng xuất ra, đăng xuất cái Messenger ở trên cái ứng dụng đó thôi. Các bạn hoàn toàn yên tâm nhé. Và bây giờ các bạn sẽ chọn cho mình là xóa tất cả dữ liệu này. Đó. Sau khi các bạn chọn vào, nó có một cái câu thông báo là tất cả dữ liệu ứng dụng bao gồm tập tin, cài đặt tài khoản, cơ sở dữ liệu và bộ nhớ đệm sẽ bị xóa vĩnh viễn. Nhưng các bạn yên tâm, các bạn như mình cũng vừa phân tích rồi, mình cũng vừa hướng dẫn, nó sẽ không bị mất những cái tin nhắn cũ của các bạn đi, nên các bạn yên tâm nhé. Các bạn chọn OK cho mình. Đó, các bạn chọn OK cho mình. Và sau khi các bạn xóa xong thì đến bây giờ các bạn sẽ thoát ra cho mình nhé. Các bạn sẽ thoát hết tất cả những cái ứng dụng ra. Các bạn sẽ vào lại cái ứng dụng Messenger này cho mình. Đó. Và sau khi các bạn đăng xuất lại, đã đăng nhập
đăng nhập lại cái ứng dụng Messenger của cái app. Thì lần đầu tiên vào thì các bạn sẽ phải chờ cho nó thiết lập phần tiếng Việt nhé. Và đến đây thì sau khi cái bước mà các bạn xóa thì cái Messenger của các bạn đã được đăng xuất khỏi cái thiết bị rồi nha các bạn nhé. Đến bây giờ thì những cái ai mà nhắn tin đến tài khoản Messenger này của các bạn thì tạm thời là thông báo là không nhận được, hoặc là bị vì một lý do nào đó, nên là các bạn hoàn toàn yên tâm, các bạn đã đăng xuất được rồi nhé. Đây, như mình đăng nhập rồi thì Messenger của mình, hiện tại thì cái Messenger của mình đăng là mới đét nhé. Nó yêu cầu các bạn nhập cái số điện thoại và email vào. Đấy, thì các bạn sẽ nhập cái số điện thoại và email của cái tài khoản nào các bạn muốn nhé. Ví dụ không phải cái tài khoản vừa rồi thì các bạn vẫn có thể đăng nhập bằng một cái tài khoản khác để sử dụng Messenger riêng nhé. Đấy, nó rất là hay. Thì bây giờ các bạn nếu mà muốn đăng nhập lại cái tài khoản cũ thì các bạn chỉ việc nhập cái số điện thoại và cái email, cái tài khoản Facebook của các bạn vào là các bạn có thể đăng nhập được bình thường nhé. Bây giờ mình sẽ nhập vào cái tài khoản Messenger của mình vào cho các bạn nhé. Rồi, và mình vừa thực hiện nhập cái thông tin đăng nhập của mình vào thì các bạn sẽ chọn vào đó, các bạn lưu thông tin, và các bạn sẽ thấy là cái Messenger của mình đấy đang đăng nhập vào bình thường nhé. Đó, thì các bạn chọn cho phép lại coi như là một cái tài khoản Messenger mới nếu mà các bạn không muốn cái tài khoản của các bạn đó. Nếu các bạn không muốn cái tài khoản của các bạn cái tài khoản cũ của các bạn ấy. Rồi, các bạn chọn xong nhé. Đấy, đây cái tài khoản Messenger của mình nhá. Đấy, thì đấy là cái cách mà các bạn đăng xuất tài khoản Messenger của mình mà các bạn không cần phải xóa app. Còn trường hợp mà những cái bạn mà vô những cái mục ứng dụng và quản lý ứng dụng, các bạn xóa cái dữ liệu vừa rồi ấy, mà các cái thông tin của các bạn nó đã được xóa mà cái Messenger của các bạn không bị đăng xuất ấy, thì có một cái cách dự phòng, các bạn có thể xóa trực tiếp cái app trên Messenger đó đi nhá. Các bạn vào trực tiếp cái ứng dụng này, các bạn chọn vào cho mình cái mục cài đặt nhá. Đây, các bạn vẫn vào cái bước cũ cho mình, quản lý ứng dụng này, các bạn chọn lại cho mình cái Messenger, ứng dụng Messenger, và các bạn chọn cho mình gỡ cài đặt đi nhá. Đó, các bạn chọn gỡ cài đặt đi. Đó, cái bước này thì nó hơi mất thời gian một chút. Nói chung là cũng không mất thời gian hẳn đâu. Nó cũng gần như các cái bước mình vừa hướng dẫn thôi. Tuy nhiên thì các bạn phải cài đặt lại cái Messenger cho mình. Đó. Nên là nó hơi thêm một bước, đó là cài đặt thôi. Đây, các bạn sẽ chọn cái này. Đó, các bạn chọn cho mình gỡ ứng dụng nhá. Đây, gỡ cài đặt là các bạn chọn về ô giữa này này. Đó, cái ô giữa cái gỡ cài đặt. Khi các bạn chọn vào cái phần gỡ cài đặt này thì cái Messenger của bạn nó sẽ bị gỡ, và các bạn phải cài đặt lại cái phiên bản Messenger mới ở trên hai cái kho ứng dụng của CS Play và App Store nhé. Đấy, thì một cách nhanh nữa thì các bạn có thể chọn trực tiếp vào cái phần màn hình chính này, các bạn sẽ nhấn giữ cái phần Messenger này, ví dụ mình đang chọn này nhá, các bạn nhấn giữ này. Đó, các bạn nhấn giữ xong thì cái phần gỡ cài đặt này thì nó sẽ có cái mục gỡ cài đặt này, các bạn chọn vào. Ở đây thì mình không gỡ nhá. Đó, các bạn lưu ý cho mình không gỡ. Đó. Thì đó là tất cả những cái cách mà mình hướng dẫn cho các bạn để các bạn có thể đăng xuất được cái tài khoản Messenger của các bạn ở trên cái thiết bị điện thoại cũng như là những cái thiết bị máy tính bảng hoặc những cái thiết bị khác. Rồi, thì ở cái video của mình đến đây kết thúc, và đặc biệt các bạn thấy video mà hay, bạn nào làm thành công, các bạn hãy comment ở phía dưới giúp mình nhé. Ok, thì vừa rồi mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách các bạn có thể đăng xuất cái tài khoản Messenger của các bạn ra khỏi thiết bị điện thoại. Thì nếu bạn nào mà làm thành công, các bạn hãy comment phía dưới phần bình luận cho mình nhé. Và các bạn nào mà chưa làm thành công thì các bạn cũng comment xuống để mình nêu ra những cái lỗi của mình, cái lỗi mà các bạn gặp phải để mình có thể giúp bạn khắc phục nhé. Và đặc biệt nếu mà thấy hữu ích thì các bạn nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, người thân các bạn được biết những cái mẹo hay này nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video hướng dẫn lần sau của mình nhé.